Xin chào tất cả các bạn. Thì tối nay mình ăn cái món này gọi là bún mắm. Bún mắm của mình thì mình không có thích ăn rau gì đó, nhưng mà hôm qua cái món này là cái chị ở Việt Nam mới qua, chị có đem mắm qua, cái chị nấu bún mắm, cái chị kêu mình qua ăn, xong rồi chị cho con bịch đem về. Mình không thích ăn rau, mình chỉ thích ăn với thịt heo quay với cá thôi. Còn chồng mình thì anh không ăn, ảnh mua bánh pizza về ăn. Đó, mấy bạn nhìn bánh pizza ngon ghê không? Đó, thì bây giờ mình xin mời tất cả các bạn nha. Coi nè, coi thấy ăn cái ngồi lại ngồi nè. Nô là kiến. Là ký này là thịt thịt ba rọi nè. Rồi thịt heo quay là ở nhà chỉ tự mua chỉ làm luôn á. Baby can you make the fan? Luôn. Hôm nay nhờ có này về tối về làm về khỏi nấu cơm. Chị mới đi Việt Nam qua nên chị đem đồ ăn nhiều lắm. Chị cho mình mấy con khô. Khô cái gì ta? Không biết gọi là cái gì nữa. Mà một để mà mốt chiên cơm mà. Nè, cá lóc nè. Cá này là chị cũng đem bên bển qua nè, mà nhà chỉ nuôi đó. Cá bự lắm. Mình thì không có thích ăn rau. Rau thì mình chỉ ăn được rau xà lách đồ vậy bậy bạ vậy thôi đó. Nhưng mà còn rau sống mình không ăn được nhiều. Nên nhiều lúc mình ăn cái tô của mình nhìn không có ngon. Đây phải đông rút phải chứ lúc xô xát này lên xây ra đây. I forced you to be in here. So how was school, baby? Good? Sure, sure. Well, I'm chilling, baby. You shouldn't talk with your mouth full. No, school was good. You know, a lot of the same stuff, repetitive, you know, between all the other Dale Carnegies, but, you know, different way of learning it, pretty much. You like it? Yeah. Doing different stuff, different way of thinking. Ăn này mà chung thịt ba rọi béo. Bún mắm. Chị á, là chị cũng có chồng người Mỹ nữa. Nên mà khi chị nấu bún mắm này á, chị đem ra ngoài gara á. Ra ngoài chị nấu, chị không có nấu trong nhà. Nấu trong nhà hôi quá chồng chị không chịu. Mở. Tối về khỏi nấu ăn khỏe. Hâm lên cái tô này ăn. Thôi.
Mình thì nào giờ rất là kén ăn bún mắm. Nào, chị nói bún mắm ngon, quá ngon. So it looks like because they're not standing for the anthem in the football game. Did you hear about that, baby? So yeah, no, what they were saying is that because people don't like it that they're not standing for the, you know, the flag. That turning off TVs and stuff like that, and they're not getting the ad revenue. They're not having people watch the commercials. Because people are changing the channel or turning off the game after they see that. So now the NFL has to pay back the money lost to the networks. Because the advertiser wants their money back because nobody watched it, you know. They paid a lot of money for them to watch it. Do they know North Korea and Trump gonna fight? Hope not. Remember, I just read something. Yeah, about, Trump declare. No, he didn't declare. You on CNN? Is that, oh, you're watching CNN? They said the Trump declared war against them. No, there would be a lot more thing. They're saying that because they're crazy, but right here, Fox News. What fucking say? That the North Koreans are making a commercial of them blowing up an American ship with a missile and playing it in their city. Quá ngon. Who's that? Oh, I don't know, some kid. Oh, some kid, right? Some daughter of that one that sold the fire stick to. Yeah. You know this guy right here? No, I don't. His whole team didn't even come out of the locker room. And when they played the national anthem, and he came out and watched the stood for the anthem. His sales for his jersey went up to the third place top selling jersey in a day. When he did that, hours later, his jersey became the third. How much did you buy that pizza, baby? It was $6.36. Cái bánh pizza mà nguyên cái bánh mà chồng mình mua đó là $6.36, là $6.36. Một cái này là cái digit medium or large. Yeah, large. Một là cái bự luôn á. Và trong đó có cái vòng tròn đó có cả mười mấy miếng á. Mình thì mình ngán ăn, trời có tô này ăn là quá luôn. Quá ngon luôn, quá ngon cho buổi tối luôn á. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video ăn tối của vợ chồng mình. Vợ thì ăn bún mắm, chồng thì ăn pizza. Người thì ăn đậm chất Việt Nam, người thì ăn đậm chất Mỹ. Các bạn thấy không? Cũng như vậy thì cũng quá cao bình thường thôi, chứ không có mà không có gì mà khó khăn về cái giống như là dân tộc. Người ở Việt Nam, người ở Mỹ có gì khác nhau? Thì khác thì mình ăn khác thôi. Mình ăn bún mắm, ảnh ăn pizza. Sống vui vẻ hạnh phúc thôi. Thì chúc các bạn một ngày hôm nay vui vẻ nha. Rồi mong các bạn tiếp tục ủng hộ cho cái kênh YouTube của vợ chồng tụi mình. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye. Baby, you say have a good day. Yeah.
In Vietnamese. In Vietnamese. Chúc. Chúc hôm nay vui vẻ. Bye bye.